Tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh có một con phố mang tên Nguyễn Thái Bình. Nơi đây được coi là con đường ẩm thực và rất nhiều món ăn ngon và hấp dẫn. Ít ai biết được rằng cái tên Nguyễn Thái Bình trước đó đã tràn ngập trên các mặt báo vào năm 1972. Chàng sinh viên du học Mỹ đã khống chế cướp máy bay Boeing 747 của Hoa Kỳ bay từ San Francisco đi Tân Sơn Nhất. Thực hư câu chuyện đó như thế nào? Mời quý vị và các bạn lắng nghe qua những phân tích của tác giả Quốc Minh trên báo Tuổi Trẻ năm 2018. Giữa năm 1972, một sự kiện chấn động thế giới xảy ra khi sinh viên Nguyễn Thái Bình cướp máy bay Boeing 747 của Mỹ để bay ra Hà Nội thay vì về Sài Gòn. 46 năm sau ngày anh mất, nhìn lại sự kiện này từ kho hồ sơ mật của Hội đồng An ninh Hàng không và Cảnh sát Sài Gòn. Tân Sơn Nhất, trưa ngày 2 tháng 7 năm 1972, toàn bộ đơn vị an ninh của chính quyền Sài Gòn và Bộ Tư lệnh Không quân số 7 Mỹ đóng ở phi trường này đột ngột báo động khẩn cấp. Tin từ Trung tâm Kiểm soát Không lưu Manila cho biết, chiếc Boeing 747 mang mã số chuyến bay 841 của hãng hàng không Mỹ Pan American đang bị một hành khách là Nguyễn Thái Bình uy hiếp. Chuyến bay này khởi hành điểm đầu San Francisco với 134 hành khách, trong đó có một trẻ em cùng 17 nhân viên phi hành đoàn. Cơ trưởng là Agrin John và tiếp viên trưởng là William Wincott. Diễn tiến chính. Diễn tiến tiếp theo thế nào mà người Mỹ lại bắn 5 phát đạn giết chết Nguyễn Thái Bình? Phúc trình mật sau đây của Hội đồng An ninh Hàng không Tân Sơn Nhất do Đại tá Phan Phùng Tiên, Chủ tịch Hội đồng, ký ngày 28 tháng 8 năm 1972 đã phần nào giải mật sự kiện này. 12 giờ, giờ Sài Gòn. Chuyến bay 841 của chiếc B747 đã bay được 45 phút từ phi trường Manila. Nguyễn Thái Bình, ngồi ở số ghế 495 phía đuôi máy bay, bất ngờ yêu cầu hành khách ngồi xung quanh lên phía trước và không cho sử dụng phòng vệ sinh. Anh yêu cầu nữ tiếp viên phi hành đoàn May Yuen, 23 tuổi, người Hồng Kông, phải ngồi gần làm con tin. Sau đó anh đưa cho một nữ tiếp viên khác 3 tờ giấy đánh máy sẵn, đại ý. Tờ số 1, buộc phi công phải chọn một trong hai điều kiện, hoặc đi Hà Nội hoặc phi cơ sẽ bị nổ trên không. Tờ số 2, ra lệnh cho phi công bay đường nhanh nhất tới Hà Nội. Tờ số 3, đe dọa giết nữ tiếp viên May Yuen nếu không tuân lệnh và cho biết có mang theo hơi ngà. 12 giờ 3 phút, cơ trưởng Agrin John báo cáo cho Trung tâm Kiểm soát Không lưu Manila. Ông quyết định không bay đi Hà Nội và yêu cầu Manila báo cho Sài Gòn điều động cảnh sát túc trực tại phi trường Tân Sơn Nhất. 2 phút sau, Trung tâm Kiểm soát Không lưu Sài Gòn nhận được thông báo khẩn từ Manila truyền đến Đài Kiểm soát Tân Sơn Nhất. Sau khi được cơ quan này thông báo, các giới chức trong Hội đồng An ninh Hàng không có mặt sẵn tại các vị trí máy bay đậu để áp dụng những biện pháp dự trù theo quyết định số 3 An ninh Hàng không. Trong lúc đó trên máy bay đang bay, cơ trưởng dùng hệ thống liên thoại intercom nói chuyện với Nguyễn Thái Bình nhằm kéo dài thời giờ và làm cho anh ta bớt chú ý việc máy bay sắp đến Sài Gòn. 12 giờ 20 phút, chiếc máy bay Boeing hạ độ cao và xin Tân Sơn Nhất dọn đường băng để ưu tiên hạ cánh khẩn cấp. Lúc này Trung tâm Kiểm soát Không lưu Sài Gòn và Đài Kiểm soát Tân Sơn Nhất đã áp dụng những biện pháp thích nghi, thỏa mãn hoàn toàn lời yêu cầu của cơ trưởng. 12 giờ 53 phút, chuyến bay 841 của chiếc Boeing 747 Jumbo Jet hạ cánh an toàn xuống đường băng phản lực 25L và được Đài Kiểm soát Tân Sơn Nhất chỉ thị chuyển dẫn về bến đậu riêng do Đại tá Phan Phùng Tiên, Chủ tịch Hội đồng An ninh Hàng không. Hạ sát. Sau khi chiếc B747 hạ cánh và đang di chuyển về bến đậu, cơ trưởng giao cho phi công phụ Seth Therapy điều khiển máy bay. Ông ta gọi một hành khách tên Mills lên buồng lái để thông báo có một hành khách Việt Nam định cướp máy bay ra Hà Nội, rồi trả lại khẩu súng ngắn Smith & Wesson 357 cho Mills. Người này là viên chức cảnh sát tại California, sang Việt Nam để làm việc cho hãng Federal Electric Corporation. Theo luật lệ hàng không, Mills phải thông báo với phi hành đoàn về vũ khí mình mang theo và giao cho họ cất giữ. Khẩu súng ngắn này được cơ trưởng cất ở buồng lái. Khi trả súng lại cho ông Mills, cơ trưởng dặn được quyền sử dụng trên máy bay khi có yêu cầu. 12 giờ 55 phút, khi chiếc máy bay B747 đang vào bến đậu,
Cơ trưởng từ phòng lái đi xuống phía cuối máy bay gặp người hành khách Việt Nam để thương lượng. Khi đó Nguyễn Thái Bình một tay cầm gói bọc ni lông, một tay cầm con dao có kích thước nhỏ, khó có thể gây nguy hại được trong điều kiện lúc bấy giờ. Lợi dụng lúc Nguyễn Thái Bình sơ ý, cơ trưởng lao tới chụp tay trái cầm gói bọc ni lông của hành khách người Việt và khóa cổ anh. Hành khách liền dùng dao đâm viên phi công nhưng chỉ làm ông ta rách áo ngoài. Theo lời một nhân chứng tên Frank Castro, cơ trưởng khóa cổ hành khách Việt Nam và cùng hai hành khách khác vật lộn với anh ấy. Rồi sau đó cơ trưởng hô bắn nó, người hành khách thứ ba tên Mills đã bắn vào anh ta. Người này là cảnh sát California mà chúng tôi đã nói trước đó. 12 giờ 58 phút, sáu cửa của chiếc B747 được mở, cầu phao cấp cứu thả phòng xuống đất. Một số hành khách thoát khỏi máy bay xuống đất bằng các phao này. Đồng thời từ phao sau phía trái, người hành khách Việt Nam, anh Nguyễn Thái Bình, lăn xuống và nằm bất động trên sân đậu, mặt úp xuống đất. Một hàng rào an ninh đã được thiết lập ngay quanh máy bay. 13 giờ, phi công từ máy bay gọi cho đài kiểm soát Tân Sơn Nhất báo người tấn công máy bay đã bị bắn chết. Các trưởng ban, phó ban thuộc Hội đồng An ninh Hàng không phối hợp với cơ quan OSC, Hoa Kỳ, điều tra nội vụ. Tất cả hành khách được xe của hãng Pan American di chuyển về Cam Alpha, khu nhà ga dành cho quân nhân Hoa Kỳ để lực lượng an ninh điều tra và khám xét hành lý. 20 giờ 57 phút, chiếc B747 cùng cơ trưởng A. Grinjohn và phi hành đoàn chuyển dần ra đường băng, cất cánh đi Hồng Kông sau khi đã hoàn tất các thủ tục điều tra, nhất là đối với ông John. Chuyến bay định mệnh. Nguyễn Thái Bình đáp chuyến bay 841 của hãng Pan American ngay phi trường San Francisco, Mỹ về Tân Sơn Nhất. Chuyến bay có ghé lại Honolulu, Guam và Manila trước khi đến phi trường cuối ở Sài Gòn. Chuyến bay khởi hành ngày 1 tháng 7 năm 1972 tại San Francisco. Sau thời gian bay dài và đáp xuống 3 phi trường ở Thái Bình Dương, 11 giờ 15 phút ngày 2 tháng 7, chuyến bay 841 lại cất cánh từ Manila băng qua Biển Đông để đến phi trường cuối ở Tân Sơn Nhất. Cảnh sát Sài Gòn đã điều tra thế nào? Sau phúc trình của Hội đồng An ninh Hàng không, đến ngày 5 tháng 12 năm 1972, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, chuẩn tướng Nguyễn Khắc Bình, tiếp tục ký báo cáo mật kết quả điều tra về việc sinh viên Nguyễn Thái Bình mưu toan cưỡng đoạt máy bay Pan American ngày 2 tháng 7 năm 1972. Bản báo cáo đặc biệt này mang mã số 623694-BTL-CSQG-TP-M và được gửi đến Phủ Thủ tướng Sài Gòn. Phần đầu báo cáo trích tóm tắt lý lịch Nguyễn Thái Bình là sinh viên, sinh ngày 14 tháng 1 năm 1948 tại Chợ Lớn, thuộc gia đình Công giáo, có 9 anh em. Theo gia đình, báo cáo này có những chi tiết sai như tôn giáo, nơi sinh mà chính xác là sinh tại huyện Cần Duộc, tỉnh Long An. Anh xuất ngoại du học ngày 23 tháng 6 năm 1968 với học bổng của USAID, Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ, trong chương trình Leadership Scholarship. Thông hành đi Mỹ của anh do Việt Nam cấp ngày 14 tháng 3 năm 1968 mang số 001-590-68GN và chiếu kháng khứ hồi số 03440. Đầu tiên, Nguyễn Thái Bình học tại trường Fresno State College. Đến ngày 13 tháng 6 năm 1969, anh tách rời các bạn, một mình đến học tại Đại học Đường Washington cho đến khi tốt nghiệp vào tháng 6 năm 1972 khoa ngư nghiệp và kỹ nghệ thực phẩm. Trong thời gian du học ở Mỹ, Nguyễn Thái Bình có trở về Việt Nam một lần vào ngày 21 tháng 6 năm 1970, chiếu kháng và tái xuất số 272/NZ, cấp tại San Francisco ngày 17 tháng 6 năm 1970, trong thời hạn một tháng và tái xuất ngày 30 tháng 8 năm 1970. Trở lại Mỹ học và tham gia mạnh mẽ các phong trào phản chiến đến ngày 2 tháng 7 năm 1972. Nguyễn Thái Bình trở về nước trên chuyến bay số 841 định mệnh mà không có chiếu kháng của Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ cấp cho hồi hương. Bản phúc trình mâu thuẫn. Các diễn biến đặc biệt trên chuyến bay 841 được chuẩn tướng Nguyễn Khắc Bình báo cáo gần như tương tự bản phúc trình của Hội đồng An ninh Hàng không. Tuy nhiên nó lại khẳng định sinh viên Nguyễn Thái Bình không đe dọa giết nữ tiếp viên hàng không May Yuen và anh cũng không hề mang theo vũ khí nổ nguy hiểm nào.
Trong ba tờ giấy đánh máy bằng tiếng Anh mà Nguyễn Thái Bình đưa cho tiếp viên chuyển đến cơ trưởng để buộc chuyển hướng bay chiếc B-747 ra Hà Nội, thì tờ 1 và tờ 2 có nội dung giống như bản phúc trình của Hội đồng An ninh Hàng không. Riêng tờ thứ 3 thì nội dung báo cáo của tướng Bình khác hẳn bản phúc trình. Tờ giấy thứ 3 buộc nữ tiếp viên phải gửi giấy trên cho phi công chính và lấy trả lời của phi công trong vòng 5 phút. Như vậy, theo kết quả điều tra của cảnh sát, Nguyễn Thái Bình đã không hề đưa ra lời hăm dọa giết con tin May Yuen và đe dọa bằng hơi ngạt. Chắc chắn người ta phải tin điều tra của cơ quan cảnh sát chuyên trách hơn là của Hội đồng An ninh Hàng không, bao gồm các đơn vị dân sự như Nhà hàng không dân sự, Nhà căn cứ hàng không Tân Sơn Nhất. Đặc biệt, điều tra của cảnh sát được thực hiện kỹ lưỡng trong gần 6 tháng, trong khi bản phúc trình của Hội đồng An ninh Hàng không được hoàn thành chỉ hơn 1 tháng. Ngoài ra, bản báo cáo kết quả điều tra của Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia cũng ghi thêm một chi tiết đặc biệt. Dưới ba tờ giấy Nguyễn Thái Bình buộc tiếp viên chuyển cho cơ trưởng chuyến bay 841 đều có ký tắt NDS. Đây là chữ viết tắt của tiếng Anh, được chính quyền Sài Gòn dịch ra là Mặt trận Giải phóng miền Nam, hay còn gọi là Diệt Cộng. Mục 2.3 của phần 2 bản báo cáo của cảnh sát ghi rõ, khi phi cơ đến Sài Gòn và đáp trên phi đạo Tân Sơn Nhất, cơ trưởng đến gặp Nguyễn Thái Bình để thuyết phục y. Trong khi đó, Nguyễn Thái Bình tay phải cầm một con dao, tay trái cầm một gói giấy tuyên bố trong đó có bom. Vì không thuyết phục được Bình nên cơ trưởng lợi dụng sơ hở khóa tay trái và siết cổ Bình. Bình đã dùng dao đâm vào ông Dông nhưng chỉ làm rách áo trước bên phải và xây sát nơi bụng. Ngay lúc đó, ông Mills bắn vào lưng Bình 5 phát súng lục. Khám xét trong mình Nguyễn Thái Bình, ngoài con dao, còn tìm thấy hai trái kim khí sau này được biết là lựu đạn giả, không có ngòi nổ và không có thuốc. Ngoài báo cáo này của viên Tư lệnh Cảnh sát Sài Gòn, bản phúc trình của Hội đồng An ninh Hàng không cũng khẳng định anh hoàn toàn không trang bị vũ khí nổ. Kết quả giảo nghiệm cho biết hai vật hình trứng gà tìm thấy trong túi áo nạn nhân không phải là chất nổ hay chứa hơi giết người. Đặc biệt, mật trình thứ 3 tóm tắt nội dung sự kiện ngày 2 tháng 7 năm 1972 của riêng Bộ Giao thông và Bưu điện, cơ quan quản lý phi trường Tân Sơn Nhất gửi cho Phủ Thủ tướng cũng khẳng định sinh viên Nguyễn Thái Bình không có chất nổ hoặc vũ khí sát thương cao nào khác. Khám xét trong mình Nguyễn Thái Bình, ngoài con dao, còn tìm thấy hai trái kim khí, sau này được biết là lựu đạn giả. Như vậy, cả ba bản báo cáo điều tra của ba cơ quan khác nhau đều cho thấy chuyến bay 841 của chiếc Boeing 747 hãng hàng không Mỹ Pan American đã thực hiện phi trình bình thường từ San Francisco ghé qua hai phi trường Honolulu và Guam để trả đón hành khách. Sau khi ghé tiếp phi trường thứ 3 ở thủ đô Manila, Philippines, lúc 11 giờ 15 phút ngày 2 tháng 7 năm 1972, chuyến bay 841 lại cất cánh bay đến Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Sau 45 phút bay, tức thời điểm chiếc B-747 đang ở trên Biển Đông, sinh viên Nguyễn Thái Bình ngồi ở số ghế cuối khoang 495 mới bắt đầu yêu cầu cơ trưởng Egan Dông bay chuyển hướng thẳng ra Hà Nội theo đường bay nhanh nhất. Ngoài con dao nhỏ, người sinh viên Việt Nam này không có một thứ vũ khí hay vật liệu nổ nào có thể làm nổ máy bay. Kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng hòa cũng khẳng định anh không hề có lời lẽ đe dọa sẽ giết hại tiếp viên nếu không chịu thực hiện theo mệnh lệnh của mình. Nhưng còn một câu hỏi quan trọng nữa về sự hy sinh của Nguyễn Thái Bình là tại sao người Mỹ phải bắn anh đến chết bằng 5 phát đạn trong tình thế anh không thể chống cự. Sự thật của 5 phát đạn. Khoảng 12 giờ 55 phút trưa ngày 2 tháng 7 năm 1972, tức thời điểm người sinh viên Nguyễn Thái Bình bị bắn chết ở phía đuôi chiếc máy bay B-747, có ít nhất 4 người đã tấn công anh. Đó là cơ trưởng Eugene Dông, viên cảnh sát Mỹ William Mills và hai người nước ngoài khác. Cố tình giết chết Nguyễn Thái Bình. Báo cáo kết luận điều tra mật của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia miền Nam do chuẩn tướng Tư lệnh Nguyễn Khắc Bình gửi Phủ Thủ tướng Sài Gòn có những điểm khác với các báo cáo trước đó, nhưng lại đồng nhất chi tiết Nguyễn Thái Bình đã bị bắn như thế nào. Thậm chí, các cơ quan của chính quyền miền Nam này còn đặt ra câu hỏi tại sao người Mỹ trên chuyến bay 841 Pan American phải bắn đến chết một sinh viên Việt Nam trong một tình huống thật sự không cần thiết. Ngược trở lại lúc 13 giờ 55 phút giờ Sài Gòn ngày 2 tháng 7 năm 1972, bản điều tra của cảnh sát ghi chiếc B-747 đã hạ cánh xuống đường băng Tân Sơn Nhất. Cơ trưởng người Mỹ giao cho phi công phụ quyền điều khiển máy bay vào bãi đậu.
Đồng thời ông ta trả lại cho hành khách William Mills, người khởi hành từ phi trường đầu tiên ở San Francisco cùng Nguyễn Thái Bình, khẩu súng lục Smith & Wesson, loại 375 Magnum. Đây là khẩu súng mà hành khách này khi lên máy bay đã trao cho phi hành đoàn cất giữ theo luật. Phần 3, bản phúc trình của Hội đồng An ninh Hàng không ghi rõ, mặc dù Nguyễn Thái Bình đã bị cơ trưởng khóa cổ và hành khách khác khóa chân bất động, không hiểu vì lẽ gì cơ trưởng Dông còn hô ông Mills bắn nạn nhân tới chết với một ngôn ngữ thô bạo và tục tằn. Tham chiếu quy ước Tokyo về các biện pháp đối phó với hành động phi pháp nhằm vào ngành hàng không dân sự mà chính phủ Hoa Kỳ đã ký kết và phê chuẩn, cơ trưởng của phi cơ lâm nạn được quyền yêu cầu sự trợ giúp của hành khách trên phi cơ. Tuy nhiên, trong vụ này cơ trưởng đã lạm dụng quyền hạn trong việc triệu dụng sự trợ giúp không cần thiết của hành khách và nhất là hô ông Mills bắn 5 phát đạn vào Nguyễn Thái Bình sau khi Bình đã bị khóa chặt cổ và chân tay. Đặc biệt, bản phúc trình này còn nhấn mạnh một nội dung, sau khi đã dùng sức khống chế rồi giết chết Nguyễn Thái Bình, cơ trưởng còn hất Bình lăn xuống đất. Hành động này có thể được coi như biểu lộ cho lòng hận thù, khinh miệt. Đó là chưa kể cơ trưởng đã di chuyển tử thi trong một vụ án mạng khi chưa có sự hiện diện và đồng ý của thẩm quyền điều tra. Điều này đi ngược với mọi nguyên tắc pháp lý mà một cơ trưởng pháp lý đáng lẽ phải tường tận. Một chi tiết pháp y rất quan trọng trong bản phúc trình này, nạn nhân đã bị bắn 5 phát đạn từ sau lưng bằng súng Smith & Wesson 357 Magnum. Chi tiết này chứng minh lời các nhân chứng mô tả Nguyễn Thái Bình đã bị dí súng ngay lưng để bắn đến chết khi anh đã bị khống chế nằm sấp xuống sàn phía đuôi máy bay. Ngoài phúc trình của Hội đồng An ninh Hàng không Tân Sơn Nhất và báo cáo điều tra của Bộ Tư lệnh Cảnh sát, một mật trình khác được đánh số 177/HKDS/KT/KI/M của ông Nguyễn Đình Lân, Giám đốc Nha hàng không dân sự, gửi đến Tổng trưởng Trần Văn Diễn, Bộ Giao thông và Bưu điện, cũng cho rằng người Mỹ cố tình bắn chết sinh viên Nguyễn Thái Bình. Khi Tổng trưởng Trần Văn Diễn gửi mật trình lên Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, ông vẫn tiếp tục nhấn mạnh chi tiết. Mặc dù sinh viên Nguyễn Thái Bình đã bị khống chế nhưng cơ trưởng vẫn ra lệnh bắn chết anh. Yêu cầu điều tra bị xếp lại. Trong các mật trình gửi lên cấp trên, Hội đồng An ninh Hàng không Tân Sơn Nhất, Nha hàng không dân sự, Bộ Giao thông và Bưu điện đều đề nghị cần điều tra tư pháp độc lập để làm rõ việc tại sao người Mỹ bắn chết sinh viên Nguyễn Thái Bình. Đại tá Phan Phụng Tiên, Chủ tịch Hội đồng An ninh Hàng không, còn kiến nghị trường hợp của cơ trưởng cũng cần được giới chức có thẩm quyền xét lại gì. Về phương diện pháp lý, đương sự Agrin Dông trực tiếp liên hệ đến một vụ án mạng xảy ra trên không phận và địa phận Việt Nam Cộng Hòa. Về phương diện nghề nghiệp, sự kiện xảy ra cho thấy đương sự đã có thái độ miệt thị, nóng nảy là những thái độ trái ngược lại với đức tính hòa nhã và nhất là trầm tĩnh rất cần thiết cho một cơ trưởng, trách nhiệm cao nhất trên chuyến bay dân sự quốc tế. Đó là chưa kể đương sự đã tỏ ra không am hiểu hoặc khinh miệt các nguyên tắc cảnh sát khi dắt thi hài Nguyễn Thái Bình từ phi cơ xuống mặt đất. Trường hợp ông Mills đã bắn chết Nguyễn Thái Bình bằng 5 phát đạn có thật cần thiết hay không? Vấn đề này có lẽ chỉ được sáng tỏ sau khi tòa án thụ lý nội vụ và cho mở lại cuộc điều tra. Nếu quả thật đương sự Mills đã có hành động quá đáng, các biện pháp thích nghi cần phải được áp dụng, hầu các sự kiện xảy ra không thể biến thành tiền lệ và có thể tái diễn. Giám đốc Nha hàng không dân sự Nguyễn Đình Lân cũng đưa ra các yêu cầu tương tự trong bản mật trình gửi đến Tổng trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện và yêu cầu mở cuộc điều tra tư pháp. Ngày 11 tháng 10 năm 1972, Tổng trưởng Trần Văn Diễn gửi tờ trình số 369/GTBD/TTK/PC/M đến Phủ Thủ tướng đề nghị hành khách Mills đã bắn chết Nguyễn Thái Bình. Vấn đề này chỉ được sáng tỏ sau khi tòa án thụ lý nội vụ và cho mở cuộc điều tra tư pháp nên bộ tôi trân trọng kính trình Thủ tướng để thẩm quyết. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị cố tình đóng kín, bốc phê trên phiếu trình số 566/PTT/STL ngày 9 tháng 12 năm 1972, người đứng đầu Phủ Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa Trần Thiện Khiêm chỉ ghi dài từ. Theo ông Tổng trưởng Tư pháp cho biết thì Biện lý cuộc Sài Gòn đã cho xếp nội vụ. Một chi tiết rất ít người biết là ngay sau khi giết hại Nguyễn Thái Bình, viên cảnh sát Mills trở về nước ngay mà không tiếp tục kế hoạch làm việc tại Sài Gòn. Cơ trưởng Agrin Dông cũng bị hãng Pan American cấm đảm nhiệm chuyến bay đến Sài Gòn. Tại sao phía Mỹ phải khẩn cấp rút nhân viên mình khỏi Việt Nam?
Quả bom duy nhất của tôi là trái tim tôi. Để bảo vệ Việt Nam chống lại sự xâm lược của Mỹ, chống lại cuồng vọng mang rợ của những kẻ cầm đầu một nước mạnh nhất thế giới, cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam sẽ đầy khó khăn gian khổ. Hiện nay quả bom duy nhất của tôi là trái tim tôi. Trái tim này có thể nổ vì tôi chấp nhận sự hy sinh vì đại nghĩa, để kêu gọi tình thương yêu, để khôi phục niềm tin con người vào công lý, để thức tỉnh lương tâm của kẻ thù. Nếu tôi bị giết, hàng triệu người Việt Nam sẽ thay tôi chiến đấu cho đến khi chúng tôi chấm dứt được cuộc chiến tranh bất nhân và vô luân này. Lá thư cuối cùng. Mưa chiều tầm tã, trong ngôi nhà ở con hẻm Đa Thiện, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, khói hương phảng phất trước di ảnh Nguyễn Thái Bình. Có một họa sĩ quá yêu mến Nguyễn Thái Bình nên đã phát họa hình anh giống Che Guevara, một biểu tượng anh hùng cách mạng của châu Mỹ Latin. Bức họa này treo trên bức tường đối diện bàn thờ Nguyễn Thái Bình, treo bên cạnh là ảnh Che Guevara. Thấy tôi đứng lặng nhìn mãi bức phác họa đặc biệt này, anh Nguyễn Trường Sanh nói: "Anh tôi rất giống anh hùng Che Guevara." Người em trai này của Nguyễn Thái Bình còn giữ nguyên vẹn ký ức chuyến về thăm quê hương của anh mình khi đang du học ở Mỹ. Đó là chuyến nghỉ hè 2 tháng vào giữa năm 1970. Bình đã đi thăm khắp miền Nam chiến tranh trên chiếc xe Honda 67 cũ kỹ. Anh rong ruổi xuống miền Tây rồi ngược ra miền Trung, để tận mắt nhìn thấy những hình ảnh tàn khốc của bom đạn. Lúc ấy tôi đang là sinh viên ở Sài Gòn cũng tự dưng thấy sao anh mình giống Che Guevara. Trước khi hy sinh, Che Guevara cũng trên chiếc xe máy đi khắp nơi làm cách mạng. Khi ấy, Nguyễn Thái Bình mới vừa tròn 22 tuổi. Anh còn quá trẻ nhưng đã trĩu nặng tấm lòng với đất nước. Anh tâm sự với em trai bao điều tâm huyết mà nhiều người trẻ tuổi khác chưa kịp nghĩ tới. Trong chuyến thăm quê nhà ngắn ngủi này, anh vẫn kịp tham gia cuộc biểu tình trước Tòa sứ quán Campuchia để phản đối sự bức hại người Việt đang sống ở quốc gia này. Trong thời gian du học ở Mỹ, Nguyễn Thái Bình vẫn dành rất nhiều sự quan tâm cho các em của mình. Anh hay viết thư, ghi âm các lời thăm hỏi cha mẹ và khuyên dạy em rồi gửi về cho gia đình. Anh cũng có thói quen chụp ảnh kỷ niệm tất cả các hoạt động của mình, từ chơi thể thao ở trường học, tham gia các hoạt động phản chiến, để gửi về nhà. Một số không kịp gửi thì bạn bè ở Mỹ đã gửi về cho gia đình sau khi anh hy sinh. Các tàng thư mật của cảnh sát Sài Gòn cũng ghi rõ hành trình sống sôi nổi và hoạt động phản chiến tích cực của Nguyễn Thái Bình. Phần 3 báo cáo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa ghi chi tiết hoạt động của anh ở Mỹ như sau. Suốt thời gian ở Đại học đường Washington, Bình là một cầu thủ bóng đá hữu hạn của câu lạc bộ trường. Kỳ nghỉ hè 1970, Bình trở về Việt Nam thăm gia đình trong 2 tháng. Bình đi quan sát Huế, Thủ Đức, Vĩnh Long, Cần Thơ, Mỹ Tho và chứng kiến cảnh đổ nát tàn phá. Khi trở lại Hoa Kỳ, Bình gặp lại một số bạn bè như Đoàn Hồng Hải, Đỗ Đăng Giao, Quỳnh Thị Kim Chi, Trần Lê Dinh, Ngô Vĩnh Long, Nguyễn Hữu An, Nguyễn Hội Chân. Nhóm này lại là nhóm sinh viên phản chiến nên đã khuyến khích Bình tham gia các cuộc hội thảo phản chiến. Báo cáo mật của cảnh sát Sài Gòn này còn ghi thêm, ngày 23 tháng 2 năm 1971, Bình đọc diễn văn chống đối chiến tranh Việt Nam tại Đại học đường Washington. Ngày 10 tháng 2 năm 1972, Bình và 10 sinh viên Việt Nam trong nhóm phản chiến đã chiếm tòa lãnh sự Việt Nam Cộng Hòa tại New York. Ngày 11 tháng 2 năm 1972, Bình thuyết trình tại Đại học đường Washington đề tài phản ứng về sự leo thang chiến tranh tại Việt Nam. Ngày 23 tháng 2 năm 1972, Bình viết trên báo Daily của Đại học đường Washington nói đến cuộc thảm sát thường dân Việt Nam tại Mỹ Lai do Trung úy Cali gây ra và đã kích chương trình hòa bình của Tổng thống Nixon. Điều tra của cảnh sát Sài Gòn ghi nhận chỉ từ tháng 2 đến đầu tháng 7 năm 1972, tức thời điểm Bình về nước trên chuyến bay 841, anh đã tham gia hoặc trực tiếp tổ chức hàng chục sự kiện phản chiến khác nhau tại Mỹ. Trong đó, gần ngày Nguyễn Thái Bình hồi hương là sự kiện anh phát truyền đơn và yêu cầu được đọc diễn văn tại lễ nhận bằng tốt nghiệp đại học. Bị ngăn cản, anh đã từ chối nhận bằng tốt nghiệp,
cởi trả lễ phục và bị cảnh sát Mỹ tạm giữ trong 2 tiếng. Sau đó, anh và 10 người bạn bị cắt học bổng, trả về Việt Nam. Nhiều năm nhắc lại kỷ niệm không quên này, người em Nguyễn Trường Sanh cho rằng chính những sự kiện phản chiến ở Mỹ đã thể hiện rõ lòng yêu nước của anh trai mình. Những lá thư anh viết, những băng ghi âm anh gửi về đều khát khao ngày thanh bình cho đồng bào quê hương. Một ngày sau khi anh Nguyễn Thái Bình hy sinh, mẹ anh, bà Lê Thị Anh và người em trai Nguyễn Trường Sanh đi nhận thi hài anh ở bệnh viện Nguyễn Văn Học. Bị sát hại giả mang bởi 5 phát đạn Mỹ vào lưng, nhưng anh vẫn nằm đó như đang ngủ, gương mặt vẫn rực nét mạnh mẽ, cương trực như tháng ngày tranh đấu cho quê hương Thái Bình. Lá thư cuối cùng. Dòng đầu lá thư này được Nguyễn Thái Bình đề Guam ngày 2 tháng 7 năm 1972, tức thời điểm chuyến bay 841 hạ cánh xuống phi trường ở đảo Guam trước khi bay đến Manila. Ba má, con biết ba má và các em con sẽ khổ nhiều trong cuộc sanh ly hay tử biệt này. Suốt mấy năm qua khi nghĩ đến quyết định này đã làm cho con giằng co tâm não để cuối cùng chọn con đường chông gai. Khổ nhọc này vì con đã thấy rõ đâu là con đường sống của dân tộc, đâu là con người tàn bạo dã man nhất. Sự đau khổ của đồng bào quê hương suốt mấy chục năm qua dưới bom đạn đốt phá không gì sánh nổi. Đau khổ này của ba má dí bằng đau đớn của bao triệu cha mẹ Việt Nam mất đi đứa con yêu. Hôm nay vì chính nghĩa, vì sự sinh tồn của cả một dân tộc, vì chân lý, lẽ công bằng nhân đạo mà con có hy sinh thì cái chết này không phải là một sự chấm dứt mà là một sự khởi đầu cho một sự hồi sinh của thế hệ tương lai. Đường con đi nhất định theo chân anh hùng Việt Nam đi vào thanh sử chứ không bám gót ngoại xâm làm thân tôi đòi nô lệ. Con yêu của ba má, anh của các em thương, Nguyễn Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, trước năm 1975, đường Nguyễn Thái Bình được đặt tên là đường Nguyễn Văn Sâm. Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, chính phủ cách mạng lâm thời đổi tên là đường Nguyễn Thái Bình và được sử dụng cho đến ngày nay. Câu chuyện về chàng sinh viên Nguyễn Thái Bình đến đây là hết. Chúc quý vị và các bạn có phút giây thư giãn cùng chuyện hay lúc khung giờ. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.